Shimotsukiri Umala, cụ tổ của thợ săn hải tặc Zoro no Aroro, là một samurai huyền thoại của Wano Quốc. Ông được người đời gọi với danh xưng là thần kiếm, với điển tích chém bay đầu một con rồng trong quá khứ. Hôm nay, mời các bạn cùng mình theo dõi những trận chiến hay nhất của Ryuma, để xem thời niên thiếu, vị đệ nhất kiếm sĩ này đã từng mạnh ra sao nhé. Từ xa xưa, rồng là một loại sinh vật mang theo nỗi kinh hoàng, đi đến đâu là vùng đất đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tương truyền rằng chúng được gọi ra bởi một chiếc tù và kho báu được cho là độc nhất vô nhị từ cổ chí kim. Tuy nhiên vào 10 năm trước, nó đã bị kẻ nào đó đánh cắp đi. Toàn bộ lính canh và binh sĩ đều đã bị giết, sự việc cứ thế chìm vào trong bóng tối. Thanh niên này là Shimotsukiri Uma, một samurai vô danh tiểu tốt đến từ Wano Quốc. Hôm nay, do không mang theo tiền nên đã bị một chủ quán ăn đuổi ra ngoài trong sự nhục nhã. Tại một quán ăn khác, mọi người đang vô cùng ngạc nhiên khi được tận mắt diện kiến Shizano, kiếm khách hạng nhất được sánh ngang với King. Cô nàng phục vụ này là Fly, nạn nhân duy nhất sống sót trong đợt tấn công của loài rồng 7 năm trước. Fly cũng rất là vui mừng khi gặp lại Shizano, vì ân nhân đã cứu mình trong biến cố đó. Đến cả ông ta cũng không ngờ là cô bé năm ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy. Lúc này, Ryuma đang nhìn vào trong quán ăn với một ánh mắt thèm thuồng, do đang rất là đói bụng. Dù cho anh chàng lạ mặt này không có tiền, nhưng Fly vẫn quyết định cho đối phương ăn một bữa no nê. Vì vậy Ryuma rất là cảm kích, đồng thời hứa rằng dù có chết cũng nhất định sẽ trả ơn. Fly thì không cần Ryuma phải làm quá lên như thế. Tuy nhiên, đối với một samurai, kẻ không trả được ơn cứu mạng thì không xứng đáng làm kiếm sĩ. Đúng hơn là không xứng đáng làm con người. Do thằng cha này luyên thuyên nhiều quá, nên Fly bèn lẻn đi tiếp chuyện với ngài Shizano. Ông ta đang bận một chuyện khác nên sẽ rời đi ngay bây giờ. Thế nhưng khi Shizano bước qua chỗ Ryuma, thì kiếm của hai người đã vô tình đụng phải nhau. Ryuma tưởng rằng đối phương đang định khiêu chiến với mình nên đã chấp nhận lời thách đấu. Dẫu vậy, Shizano đành xin lỗi cho qua chuyện, ông ta không hề có ý định gây gổ ở nơi này. Có vẻ như Ryuma đang khá là cao có chuyện hồi nãy nên nhất quyết không chịu bỏ qua. Anh chàng liền rút kiếm chém một nhát để tấn công đối phương. Shizano đã tránh được đường kiếm đó và nhận ra anh chàng này không phải dạng tầm thường. Mặc dù vậy, nhiều đó vẫn chưa là gì so với kiếm khách hạng nhất như ông. Ryuma nhanh chóng bị đưa vào thế bí, tí nữa thì đầu lìa khỏi cổ. Biết bản thân đã giành phần thắng, Shizano đút kiếm vào bao rồi rời đi. Ryuma không chấp nhận sự thật này, cho rằng kiếm sĩ là phải đấu đến chết khiến Shizano chỉ còn biết thở dài. Quá đỗi tức giận trước hành động đáng xấu hổ của Ryuma, Fly đã nạt nộ anh ta một trận. Vì vậy Ryuma cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Điều khiến mọi người bất ngờ ở đây là bức tượng mà Ryuma vừa chém trúng được làm bằng đồng. Chẳng thể tin một thanh kiếm bình thường có thể cắt được nó. Ryuma chưa nghe tới tên của Shizano bao giờ nên liền hỏi chủ quán. Ông ấy bắt đầu giải thích về đại thảm họa xảy ra 7 năm về trước. Một thị trấn nhỏ sâu bên trong núi đã bị một con rồng đột ngột tấn công và hủy diệt sau một đêm. Đợt tấn công đường đột này khiến những thị trấn xung quanh không thể làm gì. Sự kiện đó cũng đã khiến cả thế giới phải run sợ trước sức mạnh của loài rồng thêm một lần nữa. Tưởng như toàn bộ người dân của thị trấn đều đã chết hết, thì một vị kiếm khách đã bước ra từ đống cho tàn, trên tay có bế một đứa bé. Đó chính là đại kiếm hào danh tiếng lẫy lừng Shizano. Trước ngọn lửa lớn không ai dám tới gần, ông ta đã một mình bước vào và chiến đấu với con rồng, cố gắng cứu mọi người trong thị trấn. Với một thị trấn chìm trong biển lửa, sự sống sót của hai người họ quả là một kỳ tích. Và người được cứu sống lúc đó cũng là người sống sót duy nhất của thị trấn, không ai khác chính là cô nàng Fly. Điều này làm Ryuma tỏ rõ sự ngạc nhiên. Chủ quán tiếp tục nói về kiếm khách Shizano. Ông ta là tấm gương của mọi kiếm sĩ, nghe đồn còn có kiếm pháp không thua kém gì King. King ở đây không phải là King hỏa hoạn, mà là nhân vật được cho là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Một người có tinh thần võ sĩ cao quý. Đến cả Ryuma cũng muốn thử quyết đấu với hắn ta một lần. Tuy nhiên, chẳng ai rõ mặt mũi của vị đệ nhất kiếm khách này, cũng bởi vì ông ta ít xuất hiện trước công chúng. Ăn uống no nê xong, Ryuma rời khỏi quán ăn trong tâm trạng vui sướng. Anh cũng khá là quan tâm tới cô nàng Fly, cho rằng cô ấy khá là mạnh mẽ khi có thể sống tốt mà không vướng bận tới quá khứ. Chắc hẳn là Shizano đã ảnh hưởng tích cực đến Fly. Lúc này, lại có một kẻ nữa đi qua và va vào kiếm của Ryuma. Anh liền lôi hắn ta lại để giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng tên này liền tự rút kiếm của Ryuma ra và đâm vào ngực mình. Thậm chí còn đổ hết mọi tội lỗi lên người anh chàng Samurai. Không chỉ có vậy, cái gã tự xưng là doctor này liên tục nói năng sằng bậy, khẳng định sẽ không đưa thứ đó cho Ryuma. Ryuma chẳng hiểu đối phương đang nói đến cái gì nên tỏ vẻ ngơ ngác. Tên doctor này bảo rằng mình sẽ không chết một mình,
mà sẽ kéo theo tất cả người dân trong thị trấn này cùng đi. Kế đến hắn ta rút ra chiếc tù và gọi rồng và thổi nó trước mặt mọi người. Âm thanh lập tức vang ra một vùng rộng lớn. Người dân vô cùng bất ngờ khi kẻ lạ mặt này có trong tay tù và gọi rồng, bảo vật đã bị đánh cắp nhiều năm trước. Một khi nó được thổi lên thì chắc chắn loài rồng sẽ kéo tới. Đốc tơ khẳng định đó là hàng thật, sau đó thì phá hủy chiếc tù và... Thấy vậy, cư dân của thị trấn bắt đầu náo loạn, tìm cách bỏ chạy trong sự sợ hãi. Chỉ chờ có thế, Đốc tơ nở một nụ cười ma mãnh rồi từ từ chuồn đi mất. Ziuma vẫn chưa hiểu chuyện gì nên đứng đơ ra đó. Thế nhưng, người dân liền lao vào chất vấn và đổ lỗi cho anh chàng. Tại vì Ziuma mà tên kia đã gọi loài rồng tới. Fly cũng có mặt tại đây, cứ tưởng như cô sẽ bảo vệ Ziuma, nhưng không. Fly cũng có suy nghĩ giống mọi người, nên đã tới tát cho Ziuma một cái thật mạnh. Cô cảm thấy hối hận vì đã cho anh chàng ăn mà không lấy tiền. Dẫu có là ân nhân thì những câu nói này cũng khiến Ziuma vô cùng tức giận. Lý do mà Fly hành xử như vậy là vì cô biết loài rồng đáng sợ đến như nào. Ziuma đúng là không biết gì, thế nhưng việc mọi người đổ hết trách nhiệm lên anh thực sự vô lý. Hơn nữa, anh chàng nhất quyết không chịu trách nhiệm. Lúc này, Shizano đã tới, ông ta khẳng định thêm một lần nữa cái tù và là hàng thật đã bị đánh cắp. 10 năm trước, vị kiếm khách chính là người bảo vệ chiếc tù và những binh sĩ đã bị giết đều là thuộc hạ của ông. Mỗi lần nghĩ tới việc mình không có mặt ở đó đúng lúc, Shizano cảm thấy rất có lỗi. Sau đó, ông ta khuyên mọi người không nên trách móc Ziuma, đồng thời quyết định ở lại để chiến đấu với con rồng. Điều này làm dân chúng vô cùng vui mừng, cuối cùng thì bọn họ không cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, Fly lại cảm thấy lo lắng cho ân nhân của mình, trước giờ chưa từng có ai chiến thắng được loài rồng. Shizano bèn bước đến động viên Fly. Bấy lâu nay ông vẫn luôn đi tìm kiếm chiếc tù và để ngăn cái ngày này xảy ra. Shizano không cần thứ danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ sáo rỗng, mà nhất định phải chấm dứt mọi chuyện tại đây. Những lời nói của đối phương làm Ziuma cảm thấy ngứa tai. Rõ ràng là người dân chỉ cần bỏ trốn trước khi con rồng tới. Chẳng lẽ Shizano lại chiến đấu với nó chỉ để bảo vệ những ngôi nhà hay sao? Thế nhưng câu nói một miệng của Ziuma nhanh chóng bị cư dân phản bác và chửi rủa. Mày thì biết cái chó gì mà nói lắm thế hả? Có giỏi thì mổ bụng tự sát đi xem nào. Shizano cũng chẳng quan tâm Ziuma có mổ bụng hay không. Ông ta yêu cầu toàn bộ người dân hãy rời khỏi thị trấn, còn bản thân sẽ đơn phương độc mã chiến đấu. Nếu chẳng may ổng có chết thì xin mọi người hãy tha thứ cho mình. Đúng như ý muốn của Shizano, cả thị trấn đông đúc bỗng chẳng còn bóng người nào. Riêng có Ziuma và Fly thì vẫn ở trong quán ăn chưa chịu đi. Ziuma động viên cô gái không nên lo lắng quá, dù sao thì gã Shizano kia cũng là một kiếm khách có tiếng. Nhớ lại ánh mắt đáng sợ của con rồng, Fly liền chạy đi ngăn cản ân nhân lại. Dĩ nhiên là Ziuma cũng vội đuổi theo đằng sau và cho rằng làm như vậy chỉ có vô ích. Fly không nhịn nổi nữa, cô luôn biết ơn Shizano vì ông ấy lúc nào cũng hy sinh cho thị trấn, thậm chí còn là để bảo vệ hạng người như Ziuma. Anh chàng lập tức phát hiện ra gì đó và rút kiếm chĩa thẳng vào người Fly. Ziuma yêu cầu đối phương nhất định không được quay đầu lại. Thế nhưng Fly nhất quyết không chịu nghe lời. Hành động này thực sự đã khiến Fly phải hối hận. Trước mặt cô ấy chính là Shizano và tên doctor kia. Cả hai đang cười khoái chí trước đống vàng bạc kho báu chôm chĩa được từ thị trấn. Hóa ra bọn chúng đã cấu kết với nhau để lừa gạt dân làng. Ziuma liền kéo Fly vào trong trước khi bị đối phương phát hiện ra. Sự hạ đẳng của hai tên kia khiến Ziuma không còn từ ngữ nào để nói. Việc đụng độ với Ziuma cũng nằm trong kế hoạch của chúng. Không chỉ có vậy, đại thảm họa 7 năm trước cũng là do hai gã khốn nạn này bày ra. Số tiền chiếm đoạt được đủ để khiến Shizano ăn chơi trong nhiều năm. Hắn ta bắt đầu cợt nhà về việc gặp lại Fly trong quán ăn. Chính nhờ cô mà Shizano đã được coi là tấm gương sáng của kiếm sĩ. Biến cố 7 năm trước đã diễn ra như thế này. Doctor đã dùng tù và gọi rồng để thiêu rụi cả thị trấn. Sau đó, Shizano đã giết hại toàn bộ người dân nhằm che giấu bí mật. Fly bất ngờ còn sống sót sau đợt thảm sát đó. Và rồi cô bé chạy tới nhờ và Shizano cứu giúp gia đình mình, mà không hề biết kẻ trước mặt chính là kẻ thủ ác. Nhân lúc Fly bất tỉnh, Shizano đã nhẫn tâm giết chết cha của cô. Kế đến, hắn ta sử dụng Fly làm công cụ trở thành một người nổi tiếng. Biết được toàn bộ sự thật này, Fly vô cùng sốc, không còn một chút tinh thần nào nữa. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn bị bộ mặt giả tạo kia lừa dối, thậm chí còn coi hắn như là ân nhân cứu mạng. Fly nói lời xin lỗi với Ziuma vì đã hiểu lầm anh, giả bộ như bản thân không bị làm sao. Sau đó, cô nàng đã chạy một mạch vào trong quán và khóc lóc như một đứa trẻ. Điệu cười của hai tên xảo trá kia thực sự khiến cô ám ảnh. Ziuma đứng ở bên ngoài không chịu nổi nữa. Anh chàng lập tức chạy đi tính sổ với bọn chúng.
người dân vẫn chưa biết được chuyện nên đã bỏ trốn đi thật xa. Họ không quên trách móc Jiuma, đồng thời cầu nguyện cho vị kiếm khách Shizano đáng kính. Cuối cùng thì Jiuma cũng chạy tới nơi. Anh không thể tha thứ cho những gì mà hai tên trước mặt đã làm. Cơn thịnh nộ cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Hai gã đạo tặc vẫn cứ tưởng Jiuma là kiếm khách bình thường nên vẫn còn cười đùa chế giễu. Shizano cũng chẳng giấu giếm nữa mà thừa nhận bản thân chỉ là một tên xấu xa. Người giết toàn bộ thuộc hạ và cướp đi tù và gọi rồng cũng chính là hắn. Nói rồi, Shizano cầm kiếm lên lao tới tấn công Jiuma. Không thể nhịn nổi nữa, anh chàng rút ra đại bảo kiếm Susui chém một nhát hạ gục luôn đối thủ của mình. Doctor không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao Shizano lại có thể bị đánh bại dễ dàng đến như thế? Nhìn thấy Jiuma có vẻ như đang định lấy nốt cả mạng của mình, hắn ta bèn rút ra tù và hàng thật để đe dọa anh chàng. Jiuma nói rằng, bản thân chỉ là người ngoài nên không quá quan tâm tới người dân thị trấn. Thế nên là mày cứ thổi thoải mái. Quả thực là con rồng đã bay tới sau tiếng thổi tù và đó. Cơn các mộng cuối cùng cũng đã quay trở lại. Cả thị trấn liền bị thiêu rụi ngay sau cú khạc lửa của nó. Tiếng hét của con rồng cũng khiến cho Fly buộc phải ra bên ngoài. Thế nhưng khi đối diện với sinh vật nguy hiểm trước mặt, cô nàng không hề sợ hãi vì biết đằng nào cũng phải chết. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, thì lúc này Jiuma đã xông ra quyết đấu với con rồng. Ngọn lửa của nó chẳng thể làm khó nổi anh chàng. Tránh né những cụ rậm uy lực, Jiuma nhảy lên trên lưng và tiếp cận cổ của con rồng. Samurai của Ano Quốc dồn hết lực vào bàn tay sau đó, chém bay đầu sinh vật huyền thoại chỉ với một nhát kiếm. Cảnh tượng này khiến Fly vô cùng bất ngờ. Cũng đã đến lúc Jiuma phải rời đi, anh khuyên Fly từ giờ đừng nghĩ tới cái chết nữa. Mặc dù anh chàng trước mặt mạnh như vậy, như Fly chưa từng nghe cái tên Jiuma bao giờ. Cô cùng rất ngạc nhiên khi Jiuma lại tham gia vào trận chiến có thể nguy hiểm, tới tính mạng dù không có quen ai tại đây. Jiuma cho rằng những việc mà mình vừa làm chỉ là để trả ơn việc Fly đã cho mình ăn uống thỏa thích. Nhưng vì anh đã trả ơn hai lần nên coi như Fly đang mắc nợ anh. Lần sau, Jiuma nhất định sẽ quay lại đây để ăn miễn phí một bữa nữa. Đến lúc này, người dân mới biết là mình bị lừa bởi tên Shizano khốn nạn kia. Chủ quán cuối cùng cũng nhớ ra Jiuma chính là King. Đó là cái tên được đặt bởi những người thanh niên này cứu. Thế nên là chính Jiuma cũng không hề biết. King Jiuma là kiếm sĩ có tinh thần võ sĩ mạnh nhất thế giới. Danh tiếng của Jiuma đã được lưu truyền mãi đến tận sau này. Người đời đã tôn thờ và gọi ông là thần kiếm của Ano Quốc. Trở lại thời điểm hiện tại, xác của Shimotsuki Jiuma đã bị thất vũ hải Gekko Mojia đánh cắp. Hắn ta đã dùng năng lực trái ác quỷ cái bóng của Linh Vương Bờ Rúc vào thân thể vị thần kiếm. Giờ đây, ông phải chiến đấu với cháu chắt của mình là Zorono Azoro theo sự sai khiến của tên thất vũ hải kia. Zoro khá là hứng thú với thanh kiếm Susui của cụ tổ, nên đã muốn thêm nó vào bộ sưu tập của mình. Và rồi hai người lao vào quyết đấu với nhau một trận thật là nảy lừa. Kiếm pháp đôi bên vô cùng điêu luyện nên trận chiến này rất là mãn nhãn, ăn miếng trả miếng từng chút một. Theo Bờ Rúc đánh giá thì người có sức mạnh tương đồng nhau, tuy nhiên trận chiến này sẽ không kéo dài quá lâu. Bộ đôi chém nhau quá máu lửa nên đã làm sụp đổ trần nhà, sau đó lại tiếp tục nhảy ra bên ngoài để đọ sức. Zoro nhận thấy đối phương quả thực là một kiếm khách tài năng, nếu đấu thêm chút nữa thì katana của anh sẽ bị chém gãy. Không để Zoro được nghỉ ngơi, Jiuma lại chém thêm một nhát nữa làm đứt đôi mái nhà. May là anh chàng đầu rêu đã né kịp thời không thì đã toi mạng. Và rồi cả hai nhảy lên không trung để định đoạt kết quả cuộc chiến. Lần này, Jiuma đã bị Zoro chém trúng trước khi gây ra được sát thương lên anh ta. Vị thần kiếm nhận thấy bản thân đã thua trong trận chiến này. Ông cho rằng Thanh Susui dường như đã chọn Zoro làm chủ nhân của nó, nên đã ném cho kiếm sĩ băng mũ rơm. Đây quả là một trận đấu tuyệt vời. Mặc dù vậy, Zoro không nghĩ là Jiuma đã thua, một chiến binh thực thụ phải có đủ cả thể xác lẫn linh hồn. Cậu rất muốn được đối đầu với Jiuma ở thời đại mà ông ta sống để phân tài cao thấp. Nói rồi Jiuma trả lại cái bóng cho Bờ Rúc, rồi từ từ tan vào trong không khí. Từ giờ, Zoro sẽ sử dụng thanh kiếm thu thủy này và xem như trận chiến ban nãy chưa từng xảy ra. Hỡi Samurai của Ano Quốc. Video về cuộc đời của cụ tổ Zoro đến đây là kết thúc. Các bạn có yêu thích nhân vật thần kiếm Jiuma này hay không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo. Bye bye!